Góc công nghệ xin chào tất cả anh em. Hôm nay góc công nghệ này độ thay hai con loa bát của loa máy tính sang những cái loa to hơn. Bây giờ mình sẽ chọn trong ba loa này. Loa này không dùng, loa này dùng, loa này dùng. Mình sẽ chọn ra một loa là ngon nhất để mình thay cho hai cái loa này dùng. Ở ngoài mình kiếm được một con bát. Bát vừa kích thước của loa máy tính này các bạn này. Củ từ rất là dày. Có thông số 4 ôm 15W. Bây giờ mình sẽ tháo hai con này ra và con này ra. Loa nó ngon hơn mình sẽ để lại mình dùng vào. Mình sẽ thay một trong hai loa những con loa này vào các bạn nhé. Hai con loa này, con loa máy tính này, mình đã đều độ mạch công suất và độ phản nhiệt cực khủng rồi. Nên các bạn, nên khi loa của mình thay những cái loại loa như này, công suất nó không quá lớn thì vẫn chạy tẹt ga, không sợ lo cháy IC khuếch đại các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm đây. Đầu tiên mình tháo cái này trước. Đây các bạn này. Loa nguyên gốc của loa máy tính các bạn mua 350.000 ấy, chỉ có loa này thôi. Nhưng may con này nó được gắn thêm cho một ít lâm châm ở đây này. 10W, sâu hôm 10W. Cái độ lẩy rất là kém. Bây giờ mình sẽ tháo ra loa này. Con này mình cũng độ rồi, thay rồi. Nhưng bây giờ mình có kiếm một con ngon hơn, mình sẽ thay cả con này nữa. Dần dần kiếm một con nào ngon hơn, cứ thay thôi các bạn. Cũng được loa to hơn các bạn. Con này to hơn con này tí. Cũng thông số thì cũng không ghi watt đâu. Hình như cũng 10W đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Mình sẽ mở lên cái này nhé. Đấy. Đây là ba cái loa. Đây là loa nguyên gốc chưa thay. Loa này thay rồi. Loa này, cái loa này này. Chính là loa nguyên gốc của cái này. Còn cái này thì được bóc ở loa máy vi tính cũ ngày xưa thì nó được loa ngon hơn các bạn. Càng đồ mới bây giờ càng đẻo đây, đồ mới bây giờ này. Nó chỉ loa này thôi. Đây là mình lắp vào cái thùng gỗ. Cái thùng gỗ thì mình tự đóng. Mình đóng cách đây mấy năm rồi các bạn. Đây. Đóng chế hố tản nhiệt các thứ này. Đây. Chất liệu gỗ bằng cái tranh sơn mài. Đây. Vẫn còn ảnh tranh sơn mài này. Ghép cắt cưa ra đóng này. Đây. Cái này mình đóng cách đây mấy năm các bạn. Hôm nay mình kiếm được một con bát ngoài rất khủng. Đấy. Con này mình sẽ thay vào một trong hai con loa này. Đấy, các bạn ạ. Đấy. Chắc là mình bỏ con này đi. Trong ba cái này chắc mình sẽ bỏ con này đi này. Con này bây giờ chỉ có một cái thôi, mà muốn thay cho cả hai loa. Thôi, thay trước cho bỏ cái này đi. Để lại cái này. Ok các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thay nhá. Thưa các bạn, và tiện hôm nay độ hai con loa này. Và mình cũng nói như ở đầu video mình bảo là hai con loa máy tính là mình đã độ tản nhiệt mạch công suất. Đây, hôm nay mình sẽ tiện mình show cho các anh em xem luôn. Đây. Hai con này độ cả hai rồi nhá các bạn này, nhìn này. Cái mạch này công suất là ở tập trước mình đã show lên video rồi đấy. Cái này là cái của mình này. Còn này, cái này là cái của anh trai mình. Đấy. Hai anh em, mỗi anh em một bộ. Thì mình đã độ cho anh trai mình lên nhôm tản nhiệt này. Nhìn nó nhỏ hơn một chút. Nó gọn hơn nhưng mà lá nhôm rất là dày dặn. Chung là cũng không thua kém với nhau đâu. Con này lá nôm rất là to nhưng mà mỏng. Đấy. Con này củ nguồn này to hơn mình độ rồi. Còn con này thì chưa độ củ nguồn. Con này nguồn 9V à. Cái này cũng độ tụ hết rồi các bạn này.
tụ to này, tụ 50V 10.000 microfarad bằng với con tụ bên này. Đây con tụ bên bên này anh thấy hai con tụ là một đôi, mình tách ra cho mỗi loa một cái. Bây giờ để mình đi kiếm xem có nguồn không, mình thay luôn cho anh mình cái củ nguồn này vậy. Củ nguồn của mình thì thay rồi. Ok, nguồn của mình là trong đầu đĩa các bạn nhé. Còn nguồn này là nguồn nguyên gốc của nó này, 9V 1A thôi, 1A hơi yếu. Cái này độ tụ rồi này, độ công suất rồi, với độ thêm được củ nguồn nữa thì ngon. Cái này của mình độ tụ, độ công suất, độ tản nhiệt này, ok. Còn như bây của mình chỉ thay củ loa là ok. Thay tiếp, thay cái nữa. Cái này thì mình để mình đi kiếm này nào. Nãy đi kiếm mình đã kiếm được củ biến áp to hơn các bạn ạ. Củ này to hơn củ cũ, to hơn là cái chắc đấy các bạn xem. Đây, củ mới mình vừa kiếm được với một củ cũ của nó đây. Khủng hơn nhiều, nhưng mà bao nhiêu A thì bóng mất giấy à. Thôi, to hơn chắc chắn nó khỏe hơn rồi. Mình sẽ đo thử hai củ này xem điện nó không chênh nhau quá thì thay vào được các bạn ạ. Kiếm dây cấp nguồn đồng hồ đo các bạn ạ, cho nước ACV này. Nó ghi 9V rồi, cũng 12V rồi các bạn. Thay được hết. Bây giờ mình sẽ đo biến áp kia nhé. Mình đã cấp điện cho biến áp rồi, bây giờ mình sẽ đo biến áp này. Vôn cao hơn một tí các bạn. Con này lên tới 12,9V các bạn. Nói chung vẫn thay được hết các bạn ấy. Chênh nhau một chút không sao đâu. Giờ mình sẽ tiến hành lắp cái biến áp đây vào. Biến áp này vào trong này. Rồi mình sẽ tháo biến áp này ra và thay biến áp này vào các bạn ạ. Trước khi tháo ra phải cắt bỏ cái dây này ra đấy. Dây cấp nguồn này. Quét cái chỗ này ra để hàn vào đây trực tiếp được thì nó sẽ đẹp hơn. Không có thì ấy, có thì cắt ở đây đấu, hàn vào đây đấu vào đây các bạn, cho nó nhanh. Đó, đốc cắt cái dây ra cho biến áp mới vào đây, đo đúng vừa chân ốc là được các bạn. Hơi lệch chân chân ốc một tí nhưng mà bắt chéo vẫn bắt được. Vâng ạ. Bỏ cái tháo cái loa ra làm cho dễ các bạn. Tí nữa đằng nào cũng thay loa mà. Gương mũi dây nguồn này các bạn. Biến áp bé tí này. Đây tháo ra được rồi các bạn ạ. Khác nhau một trời vực cơ. Bé cũng to. Bỏ này đi.
nắp cũ lại vào đây. Đáp nó to hơn, quay úp con ốc xuống nó sẽ không vừa đâu. Thì ngửa ngửa lên nữa. Hơi kích ốc một tí. Ốc nó hơi chéo nhau một tí các bạn, sao đến đầu này thì cho con này vào. Hàn đấu đốt vào đấy là xong các bạn. Mình đã hàn xong dây nguồn cấp AC rồi các bạn ạ. Bó thít gọn gàng. Còn nguồn cấp 12V AC này cho sang bên đây nữa là được. Vâng.
Cái này là keo dính vào cái chân tụ cho chắc. Bỏ ra để hở đường cấp nguồn này. Làm dây ở đây các bạn. Chỗ này mối hàn nó hơi xít. Để đảm bảo an toàn này sẽ lấy đồng hồ đo xem nó có chập vào nhau không các bạn. Xít như không chặt đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cấp điện và test thử mạch nhé các bạn. Cắm điện này. Ok. Và sẽ giáp mạch công suất vào và đấu loa vào các bạn ạ. Độ xong rồi. Rồi, mình lắp mạch công suất vào rồi và tòi 2 giây lên rồi. Mình sẽ hàn vào cái loa này các bạn. Ok. Quay thế nào cũng được. Tí vướng cái tí nữa thì vướng con tụ. Mai vẫn để được. Các bạn vừa nãy quá trình thay nguồn, thay bát. Giờ mình lắp vào con này, cái bát sâu nhất lắp vào con này. Bây giờ mình test thử cho các bạn nhé. Mình đã cắt bỏ những cái công đoạn mà lắp ráp nó không cần thiết, nếu các bạn nếu mất thời gian xem. Bây giờ mình sẽ bật lên này, rồi mình sẽ cắm loa vào. Các bạn.
Bây giờ mình đổ xong cái con này, thay được cái bát nguồn rồi, được không? Hai loa như nhau, loa anh này, loa em này, được không? Loa này thì để nguyên bát này thôi, nó bát ngon nhất để vào đây, thay rồi, ok rồi. Chế cũng đã xong rồi, video xin kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi, mong em ủng hộ cho các công nghệ nhé. Xin chào tất cả anh em. Bye.